Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật và Nam mô A Di Đà Phật. Cư sĩ Quốc Tạo xin mến chào quý bà con cô bác kính mến trong nước và ngoài nước xa cùng gần. Một lời chào trân trọng và ý nghĩa nhất và Nam mô A Di Đà Phật. Thì nơi đây Quốc Tạo cũng sẽ trình bày và sẽ lộ cho quý vị biết những cái cơ cuộc trong cái diễn biến của năm Mèo và năm Thìn và năm Tỵ. Thì chị Giải Văn Khoa có cho biết là giáp tý cơ cuộc chưa có gọi bước quá sủ chuyện thôi nhiều bề làm cho nhiều việc tiêu điều ruộng giường đã hết chẳng còn món chi cửa nhà tan nát vậy thì đất bằng sống dậy còn gì trời ơi. Thì ở trong cái cơ cuộc này đó thì dạ xin lỗi quý vị, thì hôm nay Quốc Tạo sẽ trình bày cho quý vị biết là cái hiện giờ là đang ở thị trường đang có một cái căn bệnh đó là mắt đỏ, mà mắt đỏ này hiện giờ đang dấy lên một cái làn sóng gọi là báo động đỏ. Báo động đỏ như thế nào thì hiện bây giờ đó bà con, là ở tất cả cái 64 tỉnh thành hiện giờ đang xôn xao dư luận về cái bệnh đau mắt đỏ. Nhưng mà có những bài thuốc dân gian hay là những cái bài thuốc cổ truyền hay là những cái bài thuốc bắc, thuốc nam, thuốc tây gì đó mà để điều trị. Thì hiện bây giờ đó, bệnh đau mắt đỏ này á, thì ở các nhà khoa học cho biết là có phải là cái bệnh virus, phải là cái bệnh virus giống như là bệnh Covid-19 không? Nó giống như vậy không? Hay là nó biến chủng khác? Hay là như thế nào? Nó có gây hại cho sức khỏe không? Thì thứ nhất là Quốc Tạo xin báo cho quý vị là một tin vui và một tin buồn. Thứ nhất là một tin buồn, đó là bệnh đau mắt đỏ này nó lây rất là nhanh quý vị. Nó lây từ cái không có vệ sinh của đầu ngón tay chúng ta. Chúng ta chạm một cái vật gì đó, chúng ta chùi chùi vào mắt chúng ta, chúng ta sẽ bị. Và hai nữa đó là nó sẽ lây vào con nít rất là nhiều. Bà con thấy con nít rất là nhiều. Người lớn nó rất ít, người lớn chắc kháng nó mạnh. Cái thứ ba đó là không phải lây qua đường không khí không đâu, mà còn lây qua cái đường tay chân miệng nữa. Rất là quan trọng đó. Nhưng mà nó có hại và nó có lợi như thế nào thì thật sự ra đó, cái tin vui và tin buồn, thiệt cái Quốc Tạo đã nói tin buồn cho quý vị nghe, nhưng mà cái tin vui đó là bệnh mắt đỏ này sau 7 ngày điều trị thì nó sẽ giảm bớt và sẽ hết. Tiếp tục đó, nó có dấu hiệu sưng mắt, sưng tấy mắt, đỏ lem lét mắt, mờ mắt, cặn mắt, nhưng mà không ảnh hưởng gì đến sức khỏe cả, vẫn hoạt động bình thường. Rồi cái những cái căn bệnh dân gian để trị cho đau mắt đỏ thì như thế nào thì xin mời bà con cùng nghe Quốc Tạo để phổ biến chia sẻ một hai cái vấn đề về bệnh đau mắt đỏ mà hiện giờ Quốc Tạo đã điều trị rất là thành công. Thì trước tiên là Quốc Tạo xin nói về thuốc của mình, đó là thuốc nhỏ mắt của Quốc Tạo tự chế ra, học hỏi từ anh em ở trên núi và anh em của tiệm thuốc bắc. Thì ở trong đây Quốc Tạo ngâm rượu và những cái chất thuốc bắc, thì xin chấm chấm những chất thuốc bắc đi. Thì chất thuốc bắc này là Quốc Tạo hiện giờ là đang dùng trong các loại thuốc của mình, nhưng mà hiện bây giờ phát hiện thêm đó là nhỏ vào mắt, khi mà mắt đỏ đó nhỏ vào sẽ hết trong vòng 3 ngày trở lại, còn mắt mà chưa bị đó nhỏ vào sẽ được ngừa luôn. Rất là tuyệt vời, thuốc nhỏ đó Quốc Tạo đang có sở hữu đây, bà con cần thì cứ liên hệ. Cái thứ hai đó là cái bệnh nhân gian, cái trị nhân gian là hiện giờ bà con ở khắp nơi đều có hết, đó là nước đáy của đồng tử. Mà bà con có một số bà con hỏi Quốc Tạo chứ, Quốc Tạo ơi, khi mà tiểu rồi đem nước đáy đó về lại cái nơi khác, còn nước đáy nó nguội rồi có dùng được không? Dạ kính thưa không dùng được bà con. Tại vì bà con phải dùng bằng mới mẻ, nghĩa là bà con vừa tiểu ra là bà con lấy cái nước đáy, nước tiểu đó bà con rửa con mắt mình liền, thấm nước rửa con mắt của mình. Nó rửa con mắt của mình, nó chỉ trò gói ghém trong 10 phút trở lại thôi, nó có tác dụng. Đó là những cái vị cao niên cao đồ đó cho Quốc Tạo biết đó. Còn cái thứ hai đó là bà con rửa cho phải không, là bà con mắt đỏ thì hết, còn mắt không đỏ thì bà con ngừa được mắt đỏ luôn, nó không có còn sợ căn bệnh mắt đỏ, nó không còn sợ đó. Đó là tin vui cho chúng ta. Cái điều trị thứ ba đó là Quốc Tạo có hái một cái lá chầu nhân gian. Qua cái này là lá chầu. Nhìn lá chầu Quốc Tạo nhớ lên đoạn giảng của thầy nói là chầu tim nhã bả lại thêm mờ hoài. Tim cái chầu này nè, ăn chầu này tim nhã bả rồi tim cái chầu này mà lại thêm mờ hoài. Thì lá chầu này có tác dụng gì? Quý vị hái 200 g, Quốc Tạo nói quý vị nhớ dùng, Quốc Tạo không có ghi chữ nha. Hái 200 g lá chầu. Quý vị nấu với 2 lít nước. Nấu 2 lít nước. Rồi mình sẽ đút vô đó, mình sẽ xong, mình sẽ mở mắt ra vô đó xong. Xong rồi đó, mình mới dùng nước đó mình rửa con mắt của mình, rửa nhẹ con mắt của mình. Đó là bảo đảm với quý vị. Nó nhanh hơn cái bệnh nước đá của đồng tử nữa. Nó nhanh hơn nữa. Rồi
Còn con nít đó mà nhỏ đó, nó không thể nào mà vô đó nó xong được, tại nó cái hơi nó gác, không thể nào xong được cái đó. Thì mình lấy cái khăn mình nha thấm vào cái nước đó, mình vắt sạch sẽ, mình vắt khô, mình thấm vào chấm cho em đó, cũng hết luôn bà con. Đó là ba cái yếu tố làm cho bệnh mắt đỏ này nó sẽ bị loại trừ đi. Thì mong rằng những cái bài thuốc Quốc Tạo sẽ đem đến sự hạnh phúc an lạc cho bà con. Thì nơi đây Quốc Tạo cũng xin chia sẻ với bà con một hai vấn đề về cái cơ cuộc của những cái gì Quốc Tạo biết được. Thì kính thưa quý vị, ở trong cuốn Đồ Thư của Đức Bổn Sư đó, quý vị có cho biết là sau này đó mình sẽ bị Campuchia đầu tiên, và sau đi theo đó nữa là Trung Quốc, rồi Lào, rồi Biên Điện, rồi Thái Lan. Đó là những cái nước mà năm nước đó qua. Thì các vị thánh nhân có cho biết là qua liền năm nước chặt đàn, qua lộ dân giáo máu tràn thành sông, đổi nhật, đổi nguyệt, đổi phong, đổi năm, đổi tháng, đổi trong ngày giờ, đổi ông cha, lại đổi nhà thờ, đổi cồn, đổi bãi, đổi cờ Nam Bang, trời xây âu áo bốn phan, nước tràn bờ cõi khó an thời kỳ. Thì những cái thay đổi địa hình này, thì tại sao mà có người hỏi Quốc Tạo ơi, tại sao hiện bây giờ đó, xin hỏi Quốc Tạo đó, là ai cũng nói về Campuchia được hết trơn, tại sao không nói về nước khác được mà nói về Campuchia? Thì câu hỏi này rất là cứ đi lòng vòng trong cái kiếp của Quốc Tạo hoài. Cho nên Quốc Tạo sẽ trả lời cho bà con hôm nay trong cái clip này. Thì thứ nhất, Quốc Tạo đã ở cận Campuchia, có bách bo đàng hoàng, Quốc Tạo có lên Campuchia, tới lui thì ở chển, hầu như là Trung Quốc mua đất hết trơn rồi bà con ơi. Tiết lộ cho bà con biết là mua đất hết trơn rồi. Thầy nói bây giờ còn giấu chi đâu, từ đây sắp đến không lâu mà chờ, năm dần nhiều chỗ bơ dơ, bước qua năm mẹo như tơ gói cuồng, năm mèo tháng mẹo chưa buồn, năm mèo tháng hợi lị tuôn dầm về, vậy mà chưa mấy uê Trung ương gồng lộn ấy hề thấy phơi. Thật sự ra đâu vậy, bây giờ không còn giấu nữa, thẳng mực tàu đau lòng gỗ. Hiện bây giờ đó là ở trên Campuchia đó là đất thuộc về của Trung Quốc hết trơn rồi, chiếm đâu cỡ chừng 2/1, 2/3. Nhưng chở bất cậu biết ở đất thôi đó nha, là ở cái gian mà những casino đó là đều cộng tác với Trung Quốc hết. Trung Quốc mua cái casino hết và để chữ của Trung Quốc lên hết trơn rồi. Việt Nam về Campuchia không có vốn mà để hùng luôn, mua và lấy tiền cả xài thôi. Nói về thực lực thì không mạnh bằng mình, nói về dân số bà con thấy đi, bên các nước Campuchia Quốc Tạo đi, Quốc Tạo quay nhiều clip trên quay cảnh nhiều clip trên đó, bà con lên đó xem. Trong cái clip này có thể là Quốc Tạo quay cảnh lên cho bà con xem. Thì ở trong đó cái nhà của Campuchia ở, bà con dòm kỹ đi, nó rất là thô sơ, cũ kỹ, giống như cổ kính vậy đó. Nhưng mà nó đặc biệt là nó có cái sân rất rộng, có cái sân rất cả rộng. Có thể là 5-7 cái nhà có 2-3 cái nền nhà trống, 5-7 cái nhà có 2-3 cái nền nhà trống, hay là 5-7 cái nền nhà trống có 1-2 cái nhà. Chứ không phải như Việt Nam chúng ta mà cắt chen chúc với nhau. Thành phố Quốc Tạo thấy bề ngang có 3 mét nè, bề cao lên cái 9 tầng đó, không có đất, phải nhờ không khí ở trên đang cắt. Cái là mình không có đất, con người mình rất đông hơn nó. Còn nó dòm đất thôi là biết con người đó ít hơn mình rồi. Nó thực lực về trí tuệ thì nó không có gáp được một cái chiếc xe hay là một cái gì của Campuchia cả. Hiện giờ nó đang xài đồ của Thái không? Tới gạo mà nó còn ăn gạo của Thái nữa. Gạo của Ấn Độ nữa bà con thấy không? Còn Việt Nam mình sản xuất ra gạo được. Đó. Campuchia nó rất là tệ luôn. Nhưng mà còn nhiều cái tệ lắm. Nhưng mà bà con hỏi tại sao nó tệ như vậy? Tại sao thực lực, nhân lực, rồi vũ khí, rồi tiền tệ, rồi trí tuệ đều thua Việt Nam hết trơn? Mà tại sao mà lại là gọi là mai sau nhiều cuộc đắc cài, đua nhau mà chạy, lầu đài cũng xa. Lập rồi cái hội Long Hoa đặng có hiền đức, được là bao nhiêu, gian tà hồn sát cũng tiêu, cảm thương bá tánh chín chiều ruột đau. Hay là có đoạn cho biết là tháng 3 bá tánh khóc gồng, bị tầng nó giết báo hồng tuôn rơi. Tháng 5, tháng 6 rụng rời, tháng 7, tháng 8 gã gời Tây Thi. Đó. Hay là anh xuôi anh trốn đi đâu, nhà anh lửa cháy, chị dâu mất chồng. Chú thiệt ăn ở hai lòng, chữa Nam chữa Bắc, hai lòng chữa Tây. Những cái đoạn giảng trên đều cho biết là Campuchia sau này sẽ, hay là tầng ban hậu hận tiêu diêu động, Nam quốc lương dân tiến lên xa, phồn qua đô hội lưu dân quyết, dư đảng dọc ngang cấp ba. Cái đoạn giảng trên Quốc Tạo mỗi lần đọc tới nó Quốc Tạo giật ốc mình chưa? Cảm giác được là phồn qua đô hội lưu gian quyết bà con, chết hàng loạt. Nhiều người hỏi Quốc Tạo chứ Quốc Tạo ơi, thấy em hiểu biết kinh giảng này kia cũng khá, vì em có thể trả lời cho anh chị biết tại sao ai cũng chấm chấm vào cái chỗ đó hết.
hay là đố cha nào dám giật cồn Hà Tiên, tại sao không giật công viên cậu Năm ở chảnh chú lên hồi nào, cũng vấn đề nhắm vào năm nước nữa. Còn trong Đức quyển đồ thư của Đức Bổn Sư thì cho biết là chính xác 100% luôn, là sau này nó sẽ tràn qua lấy trước là Phú Quốc, đạo Phú Quốc, tức là cái chân trái của con rồng, chân trái của cái chân rồng thạch động này kia nó của Hà Tiên đó, là chiếm vô lấy hết rồi mới đổ dài ra ngoài cái lộ văn giáo. Thì ở ông Ba Thớ có cho biết là kẻ thị phi niệm Phật đưa đường qua lộ văn giáo vô thường quyết luôn. Bà con thấy ghê chưa bà con? Đó. Hay là hạo ngôn mỗi việc mỗi mòn, mòn sông mòn biển lại còn mòn non, đổi chồng đổi vợ đổi con, đổi non đổi núi đổi hòn Hà Tiên, đổi Châu Đốc lại đổi Tịnh Biên, Thất Sơn lại đổi Hoa Liên nhà bàn. Đổi hòn Hà Tiên đó, lúc trước Quốc Tạo cũng nghĩ hòn Hà Tiên tức là cái hòn ở bên Hà Tiên đó, nhưng mà không phải nha bà con. Cái hòn Hà Tiên đó tức là cái đảo, tức là một cái đảo ở nằm, tức là cái đảo Hòa Hảo mình là cái hòn Hà Tiên đó bà con. Hà là sông, Tiên là trước, tức là nói về sông trước. Mà cái hòn đó nó nằm ở tại sông trước, trước mặt đó là sông Tiền, đó là sông trước. Mà sao mình sao lại đổi? Thì ông Năm ổng nhúc nhích, ổng cái kiến tiếng sấm nổ thứ ba đánh thẳng vào ông Năm. Ông Năm cựa quậy nổi dậy. Thì đất bằng sóng dậy còn gì trời ơi. Ông Năm ngồi dậy là một tù lao sụp trước làm đầu, mã long ứng ngữ ra hầu Quan Thiên. Quan Thiên tức là có thầy, có vua, có chúa đầy đủ hết là Quan Thiên, ra hầu Quan Thiên. Tại sao có nhiều người hỏi? Ông Năm trèo là một cái con lăng của Đức Thầy cởi, là một cái con thú trong Long Lăng Quy Phụng Tứ Linh. Mà tại sao nó hiền hậu như vậy, nó là một cái con thú cởi của tiên của Phật như vậy, mà tại sao nó lại hại dân như vậy? Dạ kính thưa, thầy nói gì đúng quý vị? Thầy nói kẻ gian ác cứu lương hiền chẳng cứu người hung. Kẻ gian ác đến sau tiêu diệt. Tiêu diệt, ông Năm ổng phải tiêu diệt những người gian ác này. Những người mà lừa thầy phản bạn, bội cha phản chúa, đối xử với cha mẹ không khác chi là cầm thú. Rồi vợ chồng thì ngoại tình, anh em thì bạc bẽo. Đó thì đó là những sự xử những người đó đó. Còn bạn bè thì bán đứng bán ngồi. Con người mất lý trí của con người. Thầy nói gì khôn quá thế nên tồn lại ngu. Niệm Phật được lúc đồng hôm, đêm khuya muốn giật nồi cơm của người. Ví dụ như hiện bây giờ đó, chúng ta đang cúng lại một ngày hai thờ, chúng ta đang ăn chay, chúng ta đang niệm Phật. Nhưng mà một ngày nào nọ chúng ta mất công chuyện lu bu quá, chúng ta sẽ cúng lại giảm lại một thờ. Rồi chúng ta cúng giảm lại luôn một cái thờ kia luôn, bỏ thờ luôn, bỏ cách một ngày chúng ta mới cúng một ngày. Đó là thầy nói để giữ đường mòn linh tánh mới màu. Chúng ta đang mòn linh tánh đó bà con. Chúng ta đang mòn linh tánh đó. Tu sao mà như thở ban đầu kìa. Mới vô tu đó, thở ban đầu mới vô tu đó. Bà con ngẫm nghĩ đi. Lúc đó mình cúng ba thờ, mình siêng năng, mình đốt nhang, mình niệm Phật, mình ăn chay, mình làm lành, mình lãnh dự. Ai nói kệ, mình đưa lên cái kệ. Một điều người khá hành y, muôn thu thiên định nhất kỳ hạ ngôn sắc lĩnh khai kỳ long qua. Gán dẹp phá sương mù trước mắt, đừng để cho quỷ dắt linh hồn. Lão đây dân lệnh Phật tôn, lãnh cân thưởng phạt mà chư môn giữ lành. Gán lo cúng lại, lo niệm Phật. Cô bác anh em ơi, bây giờ chỉ có còn có nước là cúng lại niệm Phật để nhờ Đức Phật cứu độ cho mình, chứ còn mình không cứu mình nổi nữa nghe cô bác anh em. Quá thế tới nơi dữ lắm rồi, thấy không tiêu mà tiêu mới lạ đó nghe. Gán lo dẹp phá sương mù trước mắt, đừng để cho quỷ dắt linh hồn. Gán mà niệm Phật cho qua. Ông Phật ổng dạy mình đó nghe, sáng sớm chiều gắn chí nguyện cầu thì sẽ được tòa chương giữa kế, sớm chiều bình đẳng chớ lơi, thường hành như vậy nhớ lời đừng sai. Sớm phia bá tánh cần chiên, nghe lời dạy bảo cảnh tiên giữa kề. Tu kiếp kiếp nếu không quá trễ, chừng đối đầu khó kiếm điên khùng. Cứu lương hiền chẳng cứu người hung, kẻ gian ác đến sao tiêu diệt. Nay trở lại như đời chủ kiệt, gán tu nhân đặng có hưởng nhờ. Gặp giảng kinh trần cứ làm ngơ, trồng bông kiển giống chi hưởng nấy. Địa ngục cũng tại tâm làm quấy, mà về thiên đàng tâm ấy tạo ra. Cái chữ tâm là quỷ hay ma, tiên hay Phật cũng là tại nó. Gán lo cúng lại niệm Phật đi cô bác anh em ơi, đời bây giờ khổ dữ lắm rồi, không có còn bình yên nữa đâu. Không có còn mà không chiến tranh, không cướp bóc á, thì nó khổ về cái mặt khác nữa. Nhưng mà từ đây sắp đến rồi đó hả?
thảm cho trần nhà trống quận quan, tiếng than Lị Ngọc nhỏ tràn, nặng tay dồn dập sớm làng còn chi. Rồi ông biểu mình á, muốn cho tội lỗi mòn tiêu, thành tâm cầu nguyện sớm chiều mới nên. Muốn cho nên phi sớm chuyên cần tìm nguồn cội diệt trừ tứ khổ. Đức Thích Ca xưa ở lầu đài nghiệm tứ khổ nên ngài hành đạo. Lo tu tỉnh mặc ai khinh ngạo, diệt lục căn đừng nhiễm lục trần. Gắn lo cúng lại niệm Phật, chiều nào cũng vậy nha, nghe lời tôi nha. Gắn lo cúng lại lo niệm Phật, rồi lo trao lò dồi tâm tánh lại. Giác thiền chuyên chở lúc căng qua, căng qua dân chúng chớ buồn lo, tích đức chờ ta trốn hẹn hò. Tiên cảnh Phật đài xem gực gỡ, hoàn cầu đến đó ấm cùng no. Cùng no bốn biển một cha thôi, bỏ dứt hết chân các việc tội đi. Ông Phật ổng dạy mình đó nghe, người lương thiện hưởng tới muôn điều hạnh phúc. Đức Thích Ca hồi đời xưa ngài cũng nhờ ngài nghiệm tứ khổ nên ngài hành đạo đó. Lo tu tỉnh mặc ai khinh ngạo, diệt lục căn đừng nhiễm lục trần. Chữ sắc thinh chớ có hầu gần, hương với vị sắc trần nên lánh. Gán lo cúng lại niệm Phật anh em ơi. Ông Phật bây giờ ổng dạy mình đó nghe, tu kiếp kiếp nếu không quá trễ, chừng đối đầu khó kiếm điên khùng. Cứu lương hiền chẳng cứu người hung, kẻ gian ác đến sao tiêu diệt đó. Nay trở lại như đời chủ kiệt, ráng tu thân đặng có hưởng nhờ. Gặp giảng kinh trần cứ làm ngơ, chồng ông kiển giống chi hiển nấy. Địa ngục cũng tại tâm làm quấy, mà về thiên đàng tâm ấy tạo ra. Cái chữ tâm là quỷ hay ma, tiên hay Phật cũng là tại nó. Rồi ông Phật ổng dạy mình đó nghe, gán tu cho qua cửa diêm phù, khỏi xa địa ngục mà ngao du thiên đường. Lòng tu tỉnh dòm Phật tiên nói chí đi, gán lo cúng lại lo niệm Phật. Trong khi cúng rồi đó nghe, cô bác anh em nghe lời tôi nghe. Cúng rồi ngồi xuống tọa thiền, ngồi xuống trụ, trong nửa tiếng hay là hoặc một tiếng cũng được. Lo niệm Phật mà lo nhớ Đức Di Đà đặng niệm nghe, chứ đừng có nhớ đông nhớ tây rồi mình niệm nó không có dính mắt. Gán lo niệm đi, niệm đặng nửa sau Phật cứu. Tại vì ông Phật mới cứu mình được thôi, chứ mình cứu mình cũng chẳng ai phải cứu nữa nghe anh em. Ông Phật ông dạy mình gì nè, ông nói hữu tâm chờ Phật lại tìm. Phật ở đâu mà lại chẳng tìm, nếu ta được chủ tâm thanh tịnh. Ông cứu mình hết trơn à cô bác anh em. Ông không muốn bỏ một người nào hết á, nhưng mà tại vì chúng sanh mê quá à, nên ông Phật ổng không cứu được. Chứ mình không mê, mình ở đâu cũng vậy, bước lên bờ giác đi, tu kiếp kiếp đi, bước lên cái gập, đừng có để cho để sao đến việc, rồi tu sao kịp, chiều mơ cho thành. Ngày nay chim đã gặp cành rồi, chẳng lo đậu lại cho gành gió mưa. Rồi gán lo cúng lại lo niệm Phật, rồi lo trao dồi giác thiền chuyên chở lúc căn qua, trao dồi tâm tánh lại. Rồi gán lo làm lành làm hiền, rồi mình phải lo người lương thiện hưởng tới muôn điều hạnh phúc lẫn. Cô bác anh em ơi, cứu lương hiền chẳng cứu người hung, kẻ gian ác đến sao tiêu diệt, tiêu mà còn diệt nữa đó nghe. Rồi ổng còn nói mình á, tu hành nhiều kẻ chẳng ưa, mặc ai dèm xỉm mà sớm chưa chẳng màng. Mình lo cúng lại lo niệm Phật đi, ai ưa mình không ưa thì thôi, tại vì mình không có hợp với họ. Mình á là mình đi lên, còn người ta đi xuống. Rồi thành thử ra hai cái vế này nó không hợp với nhau được. Chứ cái người tâm đạo người ta lúc nào ta cũng thương người nghèo và thương người biết niệm Phật cúng lại. Ông Phật cũng dạy mình đó nghe. Ông nói á, người lương thiện hưởng tới muôn điều hạnh phúc lận cô bác anh em ơi. Cứu lương hiền chẳng cứu người hung, kẻ gian ác đến sao tiêu diệt đó. Rồi ông biểu mình á, gán lo cúng lại lo niệm Phật, lo làm lành làm phước làm phải, tu thời nhất kiếp phước liền bên lưng đó. Gán lo đi, để không thôi sau này đến việc, để sau đến việc sơn băng kiệt thủy khùng thảm thương, bá tánh quá chừng,
nhìn xem Trần nước mắt rưng rưng, cảnh áo não kể sao cho xiết. Nay trở lại như đời chủ kiệt, gán tu chân đặng có hưởng nhờ. Lo cúng lại, lo niệm Phật hoài hoài đi, đừng có buông lơi nghe. Buông lơi là xe lơi đạo đức khổ tâm mà. Gán tìm đến chỗ an cư, học câu hỷ xã đại từ, nêu gương nghĩa sĩ mà dạ tư chớ gần. Câu bắt chánh gán mài chạm dạ tứ một điều người khá hành y. Muôn thu thiên định nhất kỳ, nghe cô bác anh em. Thiên định nhất kỳ, hạ quân chắc lệnh khai kỳ long qua. Ông Phật ổng xuống đây ổng dạy mình, rồi ổng biểu mình tu hiền cúng lại niệm Phật. Mà mình không nghe lời, để sao đến việc tả tơi rồi tu sao kịp, chiều mới trở thành. Gán lo đi cô bác anh em ơi, để không thôi. Bởi vì tôi nằm đêm mà tôi ngủ không được, tôi cũng không có mua thuốc, mua men gì uống cho. Tôi để tôi thức đặng tôi lo tôi niệm Phật ghiết ghiết ghiết, đặng cho kịp cái ngày đại hội long qua Phật cứu mình về cảnh giới đó đó, mình mới hết khổ, về cực lạc mới là hết khổ đó. Đạo duy lý từ đây nhiều chỗ, gán lọc lừa đặng có hưởng nhờ. Phật ổng dạy mình, ổng biểu mình gán lo cúng lại, lo niệm Phật, lo làm lành, làm phước, làm phải. Ngày qua tháng lợi, từ từ rồi ông Phật ổng chồng cái sự làm lành, làm hiền, làm phải của mình đó. Rồi ổng cho mình lên, ổng cho mình điểm, rồi ổng cho mình là về đại hội Long Hoa. Long Hoa đại hội nhà bàn thương thay những kẻ bạo tàn còn chi. Khổ lắm rồi cô bác anh em ơi, không có còn ngày vui như hồi xưa nữa đâu. Cô bác anh em giờ mình thử coi, không có cái chỗ nào vui hết trơn. Ở Tây Phương chư Phật nóng trong chờ thiện tín rủ nhau niệm Phật. Ông chồng mình dữ lắm luôn đó, ông chồng mình đặng ông vớt mình lên. Nếu thế gian còn trốn mê tân thì ta chẳng ăn vui cực lạc. Ông thề với mình đó, ông nói vì thương Trần ta cũng gán thề đặng cho bá tánh liệu bề tu thân. Tu hành chẳng được đức ân thì ta chẳng phải sát thân người đời. Mà mấy em tu mà mấy em phải thiệt tâm nha, phải gán cúng lại niệm Phật cho ông Phật ổng chứng mình á, rồi mình mới được á là qua cửa Diêm Phù được. Chứ còn không tu là qua không nổi đó nha. Xuống Diêm Đình thấy tội hỏi ôi, đó mới biết có nơi địa ngục. Kỳ xã tội nay còn một lúc, sau không tu đặng có hưởng nhờ. Gán lo cô bác anh em ơi, để quá tệ rồi. Thấy không tiêu mà tiêu mới lạ đó nha. Đời đà tới việc rồi đó, không còn kịp nữa đâu. Ô bác anh em mình mà lo tu hiền cúng lại niệm Phật chân chính rồi đó, là ba ngày ba đêm chư thần người ta kêu gọi trên thinh không, mà người thiệt tâm tu mới nghe được, chứ còn người giả tâm tu nghe không được đâu. Tôi cúng lại tu niệm Phật, rồi tôi cũng chờ thời đại đó đó, để mà Phật đưa mình về đâu thì mình về đó mình ở. Nói vậy chứ trời ơi, đâu có phải dễ dàng đâu mấy em ơi. Lên tới cảnh chùa, lên tới Tây Phương Phật rồi, Phật cho mình ngao du rồi đó, nhưng mà mình mắc kẹt thì sao ngao du được. Mắc kẹt dưới địa ngục rồi, xuống Diêm Đình rồi. Rồi tới đó chỉ có tội phước mới còn, đến nơi thẩm phán cửa son Diêm Đài. Phước nhiều thì tiên cảnh lên gài, tội nhiều sao đỏ nhiều ngày thảm thê. Chừng ấy mới biết chỉnh ghê, ăn năn sao kịp khó bề tính toan. Ngày nay sớm đến Phật đàn rồi, tu cầu chư Phật cứu an linh hồn. Tội tiêu phước hưởng trường tồn, không còn mắc nẻo dại khôn lưng hồi. Thấy đời khó nổi yên ngồi, thương cho lê thứ. Tới hồi khổ đau rồi cô bác anh em ơi, không phải đơn giản như hồi xưa nữa đâu nghe. Ông ba ổng nói rồi đó, ổng nói thấy không tiêu mà tiêu mới lạ đó. Gán lo cúng lại, lo niệm Phật, lo làm lành, làm phải. Rồi ông Phật ổng cho mình, ổng ghi công mình cái hàng ngày mình đi lo cúng lại niệm Phật đó. Rồi mình ăn chay, rồi mình thành tâm cầu nguyện. Từ từ ông Phật ổng độ cho mình được cái nhân duyên, được cái giác để mình đi theo Phật. Mình lãnh cân thưởng phạt, chư môn giữ lành đó.
Trời ơi, người lương thiện hưởng tới muôn điều hạnh phúc lẫn cô bác anh em ơi. Cứu lương hiền chẳng cứu người hung, người hung chết đất chật thay nhìn xe mắt thảm ngày gài cho dân. Tu hành chẳng được đức ân thì ta chẳng phải khác thân người đời. Ổng thương mình quá, ổng thề đó cô bác anh em, ổng thề luôn. Mà mình không lo cúng lại, không lo niệm Phật thì uổng cái công của Ngài đã xuống để mà giáo hóa độ đời, rồi uổng cái công của Ngài dạy dỗ anh em. Lo cúng lại niệm Phật, ông Phật ổng muốn cho mình đi lên chứ ổng không muốn mình đi xuống. Mà tại mình á, là không chịu lên, thành thử ra phải chết trôi chết nổi rồi, thân chứ thác như bèo rồi cô bác anh em ơi. Thác như bèo chứ không có còn mà vui sướng, không có còn mà ngày đêm á, là tịnh thân tọa thiền gì nữa. Đời bây giờ quá thế rồi, không còn cứu vớt kịp nữa đâu nghe. Một đời này là tiêu hết trơn rồi đó, tiêu hết trơn. Cái màn lớp nào không tiêu chứ màn lớp này tiêu thiệt đó nghe. Dạ, cô Năm ơi, thì tại sao ở cảnh hạ quân này, cũng như ở cái buổi hạ quân này đã có Phật cả đời hết bà Năm? Ôi, ông Phật ông ra đời đặng ông cứu vớt mình đó mấy em ơi, mà tại mình không nghe lời. Chứ Phật ông ra đời để ông cứu vớt đó, ông cứu lương hiền đó. Dữ lắm, không có còn kịp nữa đâu nghe. Người lương thiện ta hưởng tới muôn điều hạnh phúc, mình không có lương thiện mình hưởng không nổi đó. Gán lo cúng lại đi, lo niệm Phật. Muốn cho tội lỗi mòn tiêu, thành tâm cầu nguyện sớm chiều mới nên. Muốn cho nên phi sớm chuyên cần, tìm nguồn cội diệt trừ tứ khổ. Bộ cô bác anh em không muốn mình nên, sao mà ở đây giải đãi hoài, rồi tới nào mình mới gặp Phật gặp thầy đi. Thầy dạy mình nhiều dữ lắm, thầy dạy rồi thầy khóc nữa đó mấy anh em biết không? Khóc luôn. Phật ổng nói hồi đêm hôm tôi nằm bao, tôi thấy ông Phật ổng nói nửa chết dưới được đất vua nhắc ghế mời ngồi còn không chịu đổi gì nữa. Mà mình đâu có đổi gì đâu, mình chỉ mong vô niệm Phật rồi giái giang mong độ cho con được qua diêm phù, được chết biết ngày. Và trước khi đi nhớ niệm Phật, trông được bao nhiêu đó thôi đó mà không biết chị nữa có được gì không nữa. Tao cũng trông hoài. Ông cha tao hồi đó hả, chết biết ngày đó mấy em. Chết biết ngày mà lại là khi ông đứt hơi rồi đó, ông Nam Mô Di Đà Phật cái ông đi luôn. Hay gì lắm mấy em ơi. Mà mình muốn tới chừng đó như vậy, mình muốn cũng chẳng ai phải cũ. Cha của tôi đi về tới xứ rồi đó. Ông qua Diêm Phù rồi đó, ông về tới xứ rồi đó. Tôi nói anh em nghe, ông già tôi hồi đó ông chết ông biết ngày mà ông nhớ niệm Phật luôn. Mà cái lúc ông đứt hơi đó ha, ông niệm một cái bớ, ông quăng cái tay ông quăng ra một cái bớp là rồi ông đi luôn rồi đó. Nhưng mà lúc ông đứt hơi đó ha, là tôi còn hử được cái mùi thơm. Chỉ có mình anh tôi hử được, còn mẹ tôi với chị em tôi đồ không ai hử được chứ. Nó hay dữ lắm luôn mà mình không làm được, nó tức dữ lắm mấy em ơi. Nó tức nó gần chết luôn. Cha mình được gì mà mình không được gì, rồi làm sao mà mình về được Tây Phương được. Chị cũng giái hoài luôn. Tao vô cúng là tao la giái tao lại, tao vô cúng tao giái tao lại hoài. Hồi đêm hôm nay ngồi ngủ không được ha. Tao tuột xuống võng rồi là tao ngồi tao niệm Phật rồi. Rồi tao lại 120 lại nhờ Đức Phật xả căn xả tội xả nghiệp cho con. Và độ cho con tinh tu hành tinh tấn đến ngày viên mãn. Mà nguyện với lòng rồi mấy em ơi, chết sống gì cũng tu hết trơn chứ không có bỏ đạo được. Cứu cho nhiều chừng nào mình về tới vô chển rồi đó, mà mình dòm xuống cô bác anh em dưới này chết trâu chết nổi mình khóc luôn nữa thiệt. Tại vì mình ước mơ mà không được.
Ước ước mơ cho người ta về cho nhiều. Vậy là khi có phải là khi mà sắp đến cái ngày hội Long Hoa đó mà năm thì có phải có nhiều cái thảm họa hay là cái nạn nó xảy ra mà năm? Có chứ. Thảm họa chiến tranh tàn khốc nó kéo tới hoài cưng ơi. Tại loài người mình hung dữ quá thành thử ra Phật không có chặn được cái nhân quả, cái luân hồi. Không có mà không có dạy dỗ được những cái người mà người ta làm ác không. Ồ, mấy em biết không? Việc tu hiền của mình ha, nó kéo dài dữ lắm luôn. Nó kéo dài tới hội Long Hoa luôn đó. Nhưng mà ông Phật ổng cho mình biết là Long Hoa đại hội nhà bạn, thương thay những kẻ bạo tàn, còn chi là sau này là hội Long Hoa lập tại cái chùa 12 tháng 8. Dân tiên sau này cũng xuống luôn, xuống nhiều dữ lắm. Các nơi tiên trưởng đâu đâu, Lưu Bồng, Hội Hiệp, Đồng, Chầu Thánh Dương xuống hết trơn. Về tới mà núi Ông Cấm, về tới đó rồi là các bài đá chạy lấp hết trơn người ta rồi là mấy ổng về đó. Đưa về đó đặng đưa lên cái tờ, đưa lên cái đời Thượng Vân Thánh Đức. Tại vì ông Phật ổng nói nước Nam như thể cái lầu, ngày sau các nước đâu đâu phục tùng. Mấy ổng, mấy người đó muốn mua bán, muốn làm cái gì cũng phải dưới quyền của người Việt Nam hết trơn. Tại vì bây giờ mấy em biết không, người ta mua đất, ta mua này mua kia ở trển đặng ta lập nghiệp, đặng có bị gì người ta ở đó. Nhưng mà đâu có được. Ông úp cái số đất này lại rồi mấy em có giữ được đâu. Không có cái gì mà của mình hết á, giữ không có được cái gì chứ. Cái gì nó cũng tiêu hết trơn luôn. Các bay đá chạy mà bà Phật bà Quan Âm á, bà nói nè, bà nói mà hiện phép giá xong khai kinh thành lộ ra công lập đời. Rồi bà nói kẻ gian ác vô cùng trọng trượt, kéo lên thuyền cũng tuột chìm đi. Thuyền này của sức quyền di của chư Bồ Tát, vậy thì làm ra. Thử ra mình vô đó mình ngồi được thì cũng vinh hạnh dữ lắm. Mà sợ ngồi không được. Vậy sau này có nghe nói là 18 nước kéo qua Việt Nam mình, nó có không? Có chứ cưng, nó kéo qua đó. Qua liền năm nước chặt đường, qua lộ văn giáo máu tràn thành sông. Rồi thập Bắc Quốc làm hội đầu sơn, thăng thiên độn thổ nhờ ơn Phật trời đó. Cái gì cũng có hết trơn á, ông Phật nói không có cái gì mà không có. Mấy em tin tưởng đi, gán lo cúng lại, lo niệm Phật đi rồi cầu nguyện, đứng ơn trên cha lành khắp cả muôn loài đó. Vậy sau này là 18 nước kéo qua là để làm gì hả bà? Nó quánh mình chứ làm gì con. Nó quánh á. Nó quánh đặng nó giành. Nhưng mà đâu có được. Phật cho cái số đó cho người Việt Nam hưởng rồi là người đời người ta không có hưởng được. Tại vì người ta không có công, nên thành thử ra người ta không có trao luyện được cái đức hạnh của người ta. Thành thử ra người ta mới vuột cái phần thiên liêng mà cho thiên hạ. Người ta tính hết trơn chứ dễ gì, người ta chừa bỏ cho con nhiều quá. Mà bây giờ con nghe người ta nói chưa? Bây giờ nó lên tới trển nó mua đất, rồi nó làm cầu dây, rồi nó làm dây cáp, đặng nó quay nó đưa mình lên tới chỗ khỏi có đi mỏi giò đó. Nhưng mà mình làm, mình đi theo đó mình sợ cũng chết rồi con ơi. Mà tao giờ tao đi đâu nổi rồi, thành ra tao không có đi được. Vậy do cái mà theo bà Năm, cái chiến tranh bây giờ ở nước ngoài đó bà Năm, trong người đó có nói rằng là mắt nhìn ngoại quốc thảm thê, Nam bang cảnh thẳng về bên tay, thì chiến tranh đó là do nhân quả diễn ra hay sao? Do người hung á. Người hung, người ta tổ chức ra, người ta làm đó. Bởi vì
Ông Phật ổng mới dạy mình gán lo tu huyền cúng lại niệm Phật, đặng nắm cái mà nguồn gốc cái cội rễ của cái người Việt Nam, của cái người hiền, đặng mà chọn người của Phật mến thương, đặng giao mối nước cho Dương Minh Hoàng. Người ta lo dữ lắm con ơi, bây giờ hả con biết ở trên trời giờ người ta sao xuyến hết trơn rồi. Ta sao xuyến hết, người ta lo chạy đầu này, lo chạy đầu kia, lo tính đầu nọ. Đặng mà làm sao đặng giữ được cái số người mà còn lại đó. Ông Phật ổng đâu có bỏ những người hiền đâu. Vậy là sau này phải trải qua cái thời kỳ là 10 phần hết 7 còn 3. Hết 2 còn 1 mới ra Thái Bình. Tới đó mới có đó. Còn bây giờ thì mấy em biết rồi đó. Trời ơi, thấy không tiêu mà tiêu mới lạ, đời là cận thế vậy mà. Long Hoa Đại Hội trên tòa Thượng Nguyên rồi đó. Thập Bát Quốc làm hội đầu sơn, thân thiên độn thổ, nhờ ơn Phật trời. Thầy giúp cho mình được là về đó để sống, để hưởng đời Thượng Nguyên Thánh Đức. Nhưng mà người nào hiền mới về đó được, chứ người hung về không nổi. Cứu cho hết những người hiền, ông Phật ổng dạy mình đó, cứu lương hiền chẳng cứu người hung kẻ gian ác, đến sau tiêu diệt, tiêu còn phải diệt nữa đó. Bởi vì tao nằm tao ngủ mà tao ngủ không được, tao cũng gán tao ngồi tao niệm Phật hoài hoài hoài, hoài. Niệm chừng nào mà tới sáng mới thôi. Dạ thì bà Năm ơi, thì vừa qua con xin cảm ơn bà Năm đã chia sẻ những cái hiểu biết của mình cho bà con Sa Trần đều nghe. Để cũng hậu mong nhân duyên này, một số bà con có giao duyên với bà Năm nhiều là nhiều tiền kiếp trước, nghe theo đó mà tâm tu hành. Dạ thì cũng xin lên rất đầy, thì bà Năm có cái lời nào gửi bà con gần xa bà Năm để mà như là phiên tu hành? Có dạ. Bà Năm nói cho cưng biết, bà Năm gửi những cô bác anh em nào mà có nhân duyên nghe được cuồng băng này, làm ơn phát tâm tu huyền cúng lại niệm Phật để mà chờ gặp lập hội Long Hoa. Long Hoa hội ấy trên tòa Thượng Nguyên đó nghe cưng, chứ không phải ở dưới mình đâu. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, Nam mô A Di Đà Phật.